Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay đây, bên em sẽ chính thức giảm giá sập sàn cho anh em những chiếc máy lưng tiếng đến từ thương hiệu Lex Acoustic có mã là MP300. Đấy, giảm giá cho anh em 5 chiếc máy lưng tiếng, giảm giá sập sàn ngày hôm nay nhá. Giá chưa từng ở đâu có cho anh em. Thì trước khi vào video, anh em nào chưa đăng ký kênh, chưa like, hoan hỉ cho bên em xin một like. Đấy, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio cũng như là không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Thì đây, em xin phép giới thiệu cho em những chiếc máy lưng tiếng, một trong những cái thiết bị rất là cần thiết trong cái dàn âm thanh của anh em rồi, rất là cần thiết cho anh em nhé. Sẽ giúp anh em lưng tiếng nhạc và lưng tiếng mic, nghe nhạc cảm giác anh em cảm giác thật sự nó nghe nó hay hơn rất là nhiều qua những chiếc máy lưng tiếng này. Đấy, về thiết kế anh em thấy thiết kế màn hình hiển thị ở giữa này. Đấy, hiển thị đầy đủ các thông số bao gồm là các tín hiệu đầu vào, các đường AUX, Bluetooth, cổng quang. Đấy, và các tín hiệu đầu kênh 1, kênh 2, các giải tần số cũng như là bypass qua lưng tiếng và không qua lưng tiếng. Đấy, và bên hai bên này là sẽ thiết kế các núm vặn chỉnh. Đấy, chỉnh đây là núm đầu tiên là sẽ lau mic, là chỉnh bass này. Turner processor sẽ hai chế độ đánh nhạc và hai mic sẽ là chỉnh chép. Khi anh em mình chỉnh theo đúng không gian của anh em thì tăng giảm lau mic và hai mic là chỉnh bass chép của anh em nhé. Chỉnh bass chép rồi anh em đầy đủ đây, tăng giảm em vặn bên phải là tăng và vặn bên trái sẽ là giảm. Bên kênh B này cũng tương tự cho anh em. Đấy, và đây có chế độ đánh súp bát luôn, cắt súp bát trực tiếp trên con nâng tiếng này. Đấy, rất là hay cho anh em nhá. Thiết kế cực kỳ là đẹp, phiên bản 2023 mới nhất hiện nay đến từ thương hiệu Lex Acoustic. Và đằng sau của nó đây ạ, đằng sau anh em có thấy có hai đường tín hiệu đầu vào bằng ca lông và hai đường ra bằng ca lông. Anh em có thể vào bằng 6 ly hoặc là ra bằng 6 ly đều được, cũng như là đường súp bát cho anh em. Súp bát bằng ca lông 6 ly đều được cho anh em. Và đằng sau nó sẽ có cổng quang Bluetooth để anh em kết nối các tín hiệu đầu vào, anh em kết nối trực tiếp từ TV vào cổng quang này hoặc là bắt trực tiếp Bluetooth từ con này. Rất tiện dụng cho anh em nhé. Bluetooth con này đảm bảo cho anh em từ 15 đến 20 mét. Đấy, những chiếc máy lưng tiếng thật sự anh em là một trong những thiết bị cần thiết nhất để anh em nghe nhạc cảm thấy nó hay hơn rất là nhiều. Rất là nhiều, không xa lạ gì những chiếc máy lưng tiếng. Và đặc biệt nhá, dòng này nó có IC giải mã tiếng cực kỳ là hay. Đây em sẽ cho anh em xem nội thất của những chiếc máy lưng tiếng này. Đấy, anh em để thấy này, nội thất này rất là đẹp. Rất là đẹp cho anh em những chiếc máy lưng tiếng phiên bản 2023. Nội thất rất là đầy đặn nhá. Đầu tiên là nói đến về độ dày của linh kiện rất là đầy đặn. Thứ hai là có một mạch IC xử lý tiếng đây anh em đấy. Một mạch này chuyên để xử lý tiếng. Đây con IC này xử lý cho anh em này. Tiếng cực kỳ hay nhá, sẽ giúp anh em lưng tiếng nhạc, lưng tiếng mic rất là hay. Qua những chiếc máy lưng tiếng này nghe nhạc nó khác hoàn toàn. Anh em nghe chỉ có vang. Đấy, chỉ có vang hoặc nghe chỉ có âm ly. Anh em nhà nào đang dùng vang hoặc là dùng âm ly thì lên mua một chiếc máy lưng tiếng này để sẽ giúp anh em lưng tiếng nhạc, lưng tiếng mic cực kỳ là hay. Đấy, và đây không cần phải mất thời gian nhiều, em sẽ test cho anh em ngay chiếc máy lưng tiếng này để anh em nghe nhạc cảm giác là nghe qua lưng tiếng mà không qua lưng tiếng nó khác nhau như nào. Đây anh em sẽ nghe test cho anh em nhá. Hiện tại đây em sẽ tăng này. Dòng này sẽ là dòng cao cấp, nó sẽ có volume chỉnh kính A và kính B riêng biệt. Đấy, anh em có thể chỉnh từng kênh. Đây em hiện tại là em đang cho qua lưng tiếng anh em nhé. Đấy, hiện tại em đang cho qua lưng tiếng này. Đấy, em nhả ra này. Đấy, anh em nghe tiếng nhạc nó trùng xuống hoàn toàn luôn. Đấy, qua này. Đấy, anh em nghe tiếng nhạc ấy, bass nó cực kỳ là sâu, lên chép lên sáng rất là đẹp cho anh em. Đấy, rất là hay nhá. Đấy, không qua lưng tiếng, tiếng nhạc nó trùng xuống hẳn luôn cho anh em. Qua lưng tiếng này. Đấy, tiếng nhạc cực kỳ hay cho anh em. Và ngày hôm nay nhá, những chiếc máy lưng tiếng này, một thiết bị rất cần thiết cho cái dàn âm thanh của anh em, được bên Thế Anh Audio sẽ giảm giá sập sàn chưa đâu có cho anh em này. Giá cực kỳ hấp dẫn nhá. Đấy, giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em này. Những chiếc máy lưng tiếng chỉ có 5 chiếc duy nhất. Em sẽ để cho 5 bác nào chốt nhanh tay nhá. Đấy, 5 chiếc duy nhất chỉ 950.000. Đấy, 950.000 bên em bao ship tặng dây jack kết nối. Chưa ở đâu bán cho anh em những chiếc lưng tiếng này phiên bản 2023 mà 950.000, nhưng Thế Anh Audio nhá, bán cho anh em 950.000 bao ship tặng dây jack kết nối. Em nhận hàng, kiểm tra thanh toán, không hay trả lại Thế Anh Audio. Dám cam kết với anh em nhá, không hay trả lại Thế Anh Audio luôn. Đấy, anh em theo dõi video ủng hộ Thế Anh Audio, hoan hỉ cho bên em xin một like,
một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Xin chào anh em.